Hello, xin chào mọi người nhá. Hôm nay công ty cổ phần Viễn Sài Gòn Hà Nội đi du xuân hơn 1.000 cây số. Bây giờ là thời điểm 11:30. Chào mừng em lên chúng tôi. Hôm nay chúng ta đi du xuân hơn 1.000 cây số. Thời gian dự kiến là đi 4 ngày 2 đêm. Bây giờ đi ngày hôm sau 10 ngày, nửa 2 đêm thôi. Em nhớ anh em về nhà nhớ bà con bảo cháu nhá, ấn subscribe, share và like giúp nhá. Đấy. Sự thành công của tôi cũng là niềm vui của tất cả các bạn nhá. Đầu cơ. Có một nghề ngay từ trong suy nghĩ, dám nhận trách nhiệm với đời, đào tạo cả những bậc vĩ nhân. Có một nghề vì nước quên thân, mang con những gieo mầm nên nam vũ. Có một nghề bỏ tiền lương ngôi giấy bút, thành em thơ xứ đèo mà vùng cao. Đuổi nắng hè thu, cóng gió đông vào thổi mắt rơi những ngày hè oai bức. Có một nghề cứ mỗi khi thổn thức về năm tinh với thế hệ mai sau. Năm này có một người yêu đã vùi tay giữa vùng cát trắng. Vậy là chúng ta đã trải qua nhiều giờ đồng hồ ngồi bên nhau, giao lưu và vi vu ngày đầu xuân. Cũng đến lúc chúng ta phải về. Chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ nha.